Du nhập vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, dòng phim Tokusatsu đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho những bạn trẻ Việt Nam lúc bấy giờ. Chúng ta có rất nhiều dòng phim Tokusatsu lúc đó, đều là một phần tuổi thơ của thế hệ 8X và 9X. Kênh của mình chỉ chuyên về mảng Kamen Rider, nên hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyên mục về Color thôi nhé. Rider Ryuki, siêu nhân rồng, là một điều gì đó vô cùng vĩ đại. Trận chiến giữa 13 Rider, anh hùng hay ác nhân, thiện và ác lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Tất cả họ không hẳn là chiến đấu về chính nghĩa, mà đó chỉ là một phần trong động cơ chiến đấu để giành được điều ước cuối cùng của bản thân mà thôi. Tất cả họ đều là những con người, chứ không phải là những anh hùng để bảo vệ một thứ gì đó quá mơ hồ chính nghĩa. Nó là một ấn tượng vô cùng sâu sắc về một series phim ở đầu thập niên 2000. Về sau, chúng ta lại một lần nữa trỗi dậy làm fan của Toku khi DK ra mắt 2009 tại Nhật và vài năm sau tại Việt Nam, một cú hích cực kỳ lớn để dòng phim Tokusatsu tiếp tục phát triển. Và thời gian thấm thoát trôi đi, chúng ta đã đến Zio và thậm chí bây giờ đã gần một nửa thời đại mới rơi qua được trôi qua. Khi Kiss chính thức kết thúc, thời đại cũng đã dần thay đổi. Vậy những Kamen Rider nào là những Color thật sự được giới trẻ ở Việt Nam ngày nay vô cùng yêu thích? Đây là clip của mình nói về top 5 những Color có lượt view cực lớn tại một kênh YouTube, và mình sẽ chỉ tổng hợp view trên kênh này mà thôi, vì họ là kênh có hai câu là chính thống khi đăng trên YouTube mà không có bất kỳ vấn đề gì liên quan tới TOA. Và YouTube là một nền tảng được tiếp cận bởi nhiều người hơn so với những nền tảng web, nên mình sẽ lấy đây chính là view trong video này để đánh giá xem bảng xếp hạng ai là Color có lượt view cao nhất tại thời điểm hiện tại. Kênh YouTube chính thức này chỉ ngừng lại ở nửa series của Dry, nên từ God tới series của Kid mình sẽ không đánh giá nhé. Và việc những series về sau trừ Bill hay là SA ra thì cũng không có quá nhiều series thật sự làm lung lay được vị trí của năm series mình sắp kể tên. Không dài dòng nữa, bắt đầu với vị trí thứ năm nào. Top 5 thuộc về Color W hay tên gọi khác là Double. Số lượt view tổng của toàn bộ tập phim không bao gồm movie là 36.500.000 view. Kamen Rider W là câu chuyện kể về hai chàng trai Sotaro và Philip. Một người là một vật thí nghiệm, còn kẻ kia là một thám tử vô danh. Cả hai hợp tác với nhau để bảo vệ thành phố Futo, chống lại thế lực của Museum, nơi những memory hắc ám được phát tán rộng rãi tràn lan khắp thành phố Futo, biến những người dân tốt bụng nơi đây trở thành những Topan, những kẻ với quyền lực của một ký tự đặc biệt trên memory mà chúng sở hữu. W là hai nửa của một con người. Sotaro hành động nhiều hơn suy nghĩ. Philip nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng bên trong anh là cả một kho tàng kiến thức theo nghĩa đen. Cả hai kết hợp tạo thành W, với nửa xanh lá của Philip Cyclone, nửa đen Joker của Sotaro. Những bí ẩn xoay quanh Dopan, mục đích mà họ trở thành Dopan là gì và những vụ án dần được hé mở. Những sự kiện phía sau liên quan tới Museum và chúng có liên quan gì với chàng trai Philip, một người cũng bí ẩn không kém, mặc dù là một trong hai nhân vật chính của bộ phim. Quá trình phát triển của W sẽ như thế nào, cũng như tên gọi của W có thật sự là chiến binh hay phải gọi đúng là Joker, kẻ hề trong toàn bộ câu chuyện. Tên gọi đó đại diện điều gì cho anh? Các bạn hãy tìm xem Core W nhé. Vị trí thứ tư, tổng lượt view là 41.900.000. Color 4Z là câu chuyện kể về Kisaragi Gentaro, một học sinh chuyển trường với phong cách ăn mặc và đầu tóc hết sức kỳ lạ so với học sinh của trường nơi mà anh tham gia học. Nếu tất cả mọi người đều mặc đồng phục xanh dương thể hiện là một học sinh gương mẫu, thì anh lại hoàn toàn trái ngược. Với một bộ đồ đen toàn thân, mái tóc vuốt kèo 502, anh thể hiện rõ bản thân không phải là một người tốt lành gì. Nhưng thực chất lại hoàn toàn ngược lại, một con người thân thiện, hòa đồng và cũng kết bạn với tất cả mọi người mới là thứ mà Gentaro hướng tới. Bước vào ngôi trường mới, không phải chỉ gặp những bạn học khó chịu với thái độ của anh, một thái độ hết sức ảo tưởng khi nghĩ tất cả mọi người sẽ là bạn của mình, mà còn đó là những bí ẩn xoay quanh ngôi trường, nơi mà những chòm sao đang hoạt động. Bọn chúng sở hữu sức mạnh của những suýt, giúp con người trở thành những quái vật mang sức mạnh của những vì sao. Để quá trình này kéo dài, chúng sẽ thăng cấp để trở thành một trong 12 cung hoàng đạo, những kẻ mang sức mạnh vô cùng to lớn. Gentaro tình cờ như bao nhiêu vật chính khác trở thành Color 4Z để bảo vệ ngôi trường của mình, sở hữu sức mạnh của những chiếc suýt
và lần đầu tiên sở hữu cả 4 chiếc switch trên driver. Anh có khả năng kích hoạt vũ khí từ tay và chân mình để tạo những đòn combo hết sức đẹp mắt. Chủ đề liên quan tới trường học là một trong những chủ đề được khai thác khá tốt trong series của 4Z. Những bí ẩn trong trường cũng như thế lực cao cấp hơn so với học sinh trong trường. Đứng vị trí thứ 3 là Golden Guy với tổng lượt view là 53,3 triệu lượt view. Câu chuyện kể về Kazuraba Kota, đội phó một nhóm nhảy nổi tiếng tại thành phố Kazame. Nơi đây được thống trị cùng với tập đoàn hệ thống là một tòa nhà khổng lồ hình dạng một chiếc cây, ngắm nhìn toàn bộ thành phố và chi phối nó. Những nhóm nhảy hoạt động tại những khu vực lớn phải tranh giành địa bàn với nhau bởi những cuộc thi đấu invest, thứ có hình dạng giống như những quả cây và để triệu hồi một con quái vật giống như thi đấu Pokemon. Họ sẽ chiến đấu với nhau bằng những invest mạnh mẽ, tranh giành nơi biểu diễn. Nhân vật chính Sota đã lạc vào Hellheim bí ẩn, thoát ra khỏi nơi nguy hiểm đó và có được Logic cũng như Sengoku Driver. Anh đã chuyển hóa được thành Coder Guy để ngăn chặn cuộc nổi loạn từ một tên invest cực mạnh ngoài tầm kiểm soát. Sức mạnh của Coder Guy đã làm tất cả mọi người tại đó phải kinh ngạc khi con người có khả năng chống lại một invest với sức mạnh và tạo hình như một samurai. Những bí ẩn về con invest đặc biệt cũng như tạo hình thú vị là chiến quốc cũng như những quả trái cây đã làm cho Coder Guy một vẻ gì đó hết sức ma mị, dẫn các bạn tới một câu chuyện đầy những plot twist, từ sự phản bội cho tới lòng trắc ẩn hay là sự tội lỗi tột cùng. Đâu sẽ là nơi dẫn tới vị thần của Hellheim và ai sẽ là người chiến thắng để có được trái cấm? Các bạn hãy tìm xem câu Coder Guy nhé. Vị trí thứ hai chắc ai cũng đã biết tên ấy, Coder DK, với tổng lượt view chỉ có 31 tập. Mình phải làm lại clip về Coder DK tập 32 xem liệu nó có tồn tại thật hay không. Với tổng lượt view của 31 tập là 93 triệu view, Coder DK là series hấp dẫn tất cả mọi người trong xuyên suốt tất cả thời kỳ. Anh gần như là một tượng đài khi có cuộc hành trình xuyên vào chính thế giới ở nửa đầu phim cực kỳ hay. Nhưng càng về sau mà hướng nó càng tệ đi, cũng không thể nào phai nhạt được sự ngầu lòi cũng như phong cách chiến đấu của DK. Câu chuyện kể về Kairuya Tsukasa, người chẳng nhớ gì liên quan tới mình mà luôn tìm kiếm những bức ảnh nơi thế giới thuộc về mình. Anh đã gặp Natsumi trong cuộc hành trình trốn chạy khỏi những thế giới. Anh đã có được sức mạnh của DK Driver từ Natsumi và chuyển hóa để giải cứu cô. Ta gặp chàng trai bí ẩn từng là Kaoru Kiba. Chính thức cuộc hành trình của anh bắt đầu từ đây. Hành trình xuyên vào chính thế giới. Hành trình đó sẽ nói lên điều gì? Là một phần không thể thiếu của toàn bộ series Call Rider, cũng như có thể gọi là Rider đã theo cảm nhận cá nhân của mình thôi nhé. Call DK là một cú hích thật sự ở cộng đồng Toku Việt Nam khi anh ấy mang lại cái chất của một Rider với cá tính riêng và chiến đấu phong cách ngầu lòi cũng như sẵn sàng đối mặt với mọi kẻ thù. Trên hết là sự kỷ niệm của anh khi anh hoàn toàn biến hình Rider khác với hình dạng tương tự chứ không phải là sử dụng Armor Time giống như ai đó. Và đó cũng là những điểm cộng vô cùng lớn để che lấp đi phần nội dung có phần rời rạc ở đoạn sau của DK. Vì phần đầu chúng ta vẫn có thể thông cảm được khi series này không thể nào đủ kinh phí để mời lại tất cả những rider từ những series trước trở lại. Và vị trí top 1 chắc các bạn cũng không bất ngờ lắm là series O với tổng cộng 195,6 triệu lượt view. Kamen Rider O là một series cực kỳ được quan tâm vì nội dung của nó mình giá vô cùng chất lượng, dễ xem từ người mới cho tới người cũ. Tất cả mọi người đều hiểu nội dung phim nói lên điều gì, từ form chiến đấu cho tới nội dung phim đều hụt ở mức tốt độ lên. Và hơn hết là phần phim vừa mới ra mắt Kamen O kỷ niệm 10 năm. Mình sẽ không muốn spoil quá nhiều nhưng đây sẽ là cái kết ngược lại với tập cuối cùng của series chính. Kamen Rider kể về Hino Eiji, một người đang làm bảo vệ tại một bảo tàng, tình cơ bị đánh thức bởi sự thức tỉnh của một đám quái nhân mang tên Creep. Bọn chúng là lòng tham được cấu tạo từ Selmedo và Comedo. Bọn chúng đã trỗi dậy một lần nữa sau thời kỳ bị phong ấn để tìm kiếm lòng tham của con người, đắp đầy chiếc bụng trống của chúng cũng như tìm lại tất cả những Comedo của bản thân đang bị thất lạc. Riêng trong số đó chỉ có một kẻ là không hoàn toàn tái sinh mà chỉ có một đôi tay của hắn là Arm, thủ lĩnh của đám Creep. Hắn ta đã hợp tác với AZ để trao cho anh Driver giúp anh chuyển hóa thành Coder O, tổng hợp sức mạnh từ chim ưng, hổ và châu chấu để tạo thành một thể ba phần cực kỳ cân đối của O. Tông màu chủ đạo đen và những viền neon khắp cơ thể đã tạo nên sự riêng biệt. Đôi chân có công dụng cũng như tai là phần móng hổ, bay form cực kỳ hoàn hảo, không đơn điệu và vô cùng đặc biệt. Sức mạnh của O không phải đến từ việc tráo những chiếc medo của anh,
để tạo những sức mạnh, mà là tổng hợp đại chúng với những combo giống nhau để tạo nên sức mạnh khủng khiếp của những tên creep đại diện combo đó. Hành trình của anh là hành trình để tiêu diệt hoàn toàn những tên creep cũng như để thực hiện ước mơ bảo vệ mọi người của Hino Eiji. Anh sẽ cùng đồng hành với một kẻ đã từng là quái nhân như Arm. Cuộc hành trình này sẽ kéo dài tới đâu và Arm sẽ sống trong cơ thể của ai, chứ không thể nào là một bàn tay cứ mãi lơ lửng. Tất cả những bí ẩn đó sẽ được lý giải trong Code O, một series đơn giản dễ xem nhưng lại không thiếu những plot twist về phía sau, và nó xứng đáng ở vị trí top 1 để khép lại video về Top View Code tại Việt Nam. Mình xin lưu ý một lần nữa, đây là Top View tại một kênh YouTube duy nhất. Theo mình, YouTube là nền tảng mà mọi người đều hơi tiếp cận để xem, chứ mình không thể nào tổng hợp được tất cả từ những fan sub cho tới những trang sub lậu được đăng tải trên mạng internet. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top video nào, hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.